Cô chào Yến, cô chào anh Dương nhá, mình sẽ cùng nghe lại video bài học ngày hôm nay của con nha. Finger near, near, Nào, here, ngay từ đầu tiên con đã chú ý cho cô là mình cần phải đảm bảo số S nhá. Fingernails, elbow, teeth, live. lips, lips. Cô là chỉ số. Cô đọc bài body. Gì? Pass. Finger near. Near. Here. How many hand? How many finger near do you have? I have 10 finger near. Đó, con mặc dù con đọc số nhiều là 10, tức là 10 số nhiều đúng không? Nhưng con cái từ fingernails con vẫn không thêm S, tức là không thiếu số nhiều từ danh từ này nhá. Con phải chú ý nhá, Ánh Dương nha. How many knees do you have? Đó, how many knees do you have? Con phải thêm S vào cho cô. I have two knees. Đó, two knees. How many arms do you have? I have two arms. How many elbow do you have? I have two elbow. How many teeth do you have? I have healthy teeth. Con chú ý cho cô là mình sẽ không hỏi là how many teeth do you have. Mặc dù cái câu hỏi này thì cấu trúc ngữ pháp không thay, không sai, nhưng mà nó hơi không đúng với thực tế và logic cuộc sống lắm. Bởi vì trong cuộc sống người ta sẽ không hỏi con là con có bao nhiêu cái răng, bạn có bao nhiêu cái răng cả. Ở trong bộ câu của cô đó là there are my teeth. There are my teeth. There are my teeth. There are my teeth. Đó. How many leaves do you have? I have one leaf. Con chú ý cho cô cái từ lips. Người ta hỏi con là how many lips do you have? I have two lips. Cái từ lips này nó là môi, bờ môi. Thì con sẽ trả lời là có hai cái bờ môi này, bờ môi trên môi dưới đúng không? Số lượng là hai. Two lips. How many toes do you have? I have one toe. Cái từ tongue này con chú ý nhé. Từ tongue. Từ tongue. Chú ý nhé. Rồi, con chào anh Dương nha. Chúc con học tốt nhá.